Cô chào tất cả các em học sinh lớp 5. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em môn đạo đức. Bài có trách nhiệm về việc làm của mình. Sách đạo đức lớp 5, trang 6. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và đặc biệt cần chú ý theo dõi bài giảng. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò mình cùng bắt đầu tiết học nhé! Qua bài học này, các em sẽ biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. Khi làm việc gì sai, biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình. Không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. Các em cùng lắng nghe câu chuyện. Chuyện của bạn Đức. Nhá nhem tối, Hợp và Đức mới đi đá bóng về. Đến lối rẽ vào ngõ nhà mình, Hợp ném quả bóng cho Đức. Cậu cầm lấy nhé. Thuận chân, Đức liền sút một cú cực mạnh về phía Hợp, miệng nói: cậu cứ giữ lấy. Bỗng một tiếng bóp, rồi tiếng kêu thất thanh: úi giời ơi! Và tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Đức định thần nhìn lại, thì ra quả bóng trúng vào một bà đang gánh hàng từ trong ngõ đi ra. Hợp đã ù té chạy mất hút. Đức nép vào bụi tre đầu ngõ, hồi hộp nghe ngóng. Cậu ta càng hoảng hơn khi nhận ra người vừa bị trúng bóng là bà Doan, bán quán ở gốc cây đa đầu làng. Đức chưa biết xử lý ra sao thì thấy có mấy người đi đến hỏi han, nhặt giúp những thứ bị rơi và đưa bà Doan về nhà. Trong bữa cơm tối, Đức định kể với bố mẹ về chuyện đã gây ra, nhưng rồi lại ngập ngừng. Suốt bữa ăn, nó nhai và nuốt chẳng thấy gì ngon cả. Tối hôm đó, Đức đi ngủ sớm mà đầu óc cứ suy nghĩ hoài. Cậu ta hiểu rằng, không được trốn tránh trách nhiệm về việc đã gây ra với bà Doan. Nhưng chưa biết sẽ giải quyết ra sao. Câu chuyện đến đây là hết. Qua câu chuyện cô vừa kể, các em hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu số 1, Đức đã gây ra chuyện gì? Câu số 2, sau khi gây ra chuyện, Đức và Hợp đã làm gì? Việc làm đó của hai bạn đúng hay sai? Câu số 3, khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy thế nào? Câu số 4, theo em, Đức nên giải quyết việc này thế nào cho tốt? Vì sao? Các em hãy tạm dừng video, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi nhé. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau trả lời các câu hỏi này nhé. Câu số 1, Đức đã gây ra chuyện gì? Đức đã đá quả bóng trúng vào bà Doan bán quán ở gốc cây đa đầu làng, làm hàng hóa của bà bị đổ vỡ. Câu số 2, sau khi gây ra chuyện, Đức và Hợp đã làm gì? Việc làm đó của hai bạn đúng hay sai? Sau khi gây ra chuyện, Hợp đã ù té chạy mất hút, còn Đức luồn theo rặng tre chạy vội về nhà. Việc làm đó của hai bạn là sai. Câu số 3. Khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy thế nào? Khi gây ra chuyện, Đức về nhà suy nghĩ mãi về chuyện đã gây ra. Đức cảm thấy ân hận và xấu hổ. Câu số 4. Theo em, Đức nên giải quyết việc này thế nào cho tốt? Vì sao? Đầu tiên, Đức nên nhận lỗi với bà Doan và mong bà tha thứ về việc làm của ngày hôm đó.
Tiếp theo là khắc phục hậu quả. Đức có thể xin tiền bố mẹ để đền bù đồ đạc đã làm hư hỏng của bà Doan. Vì khi chúng ta làm sai điều gì, chúng ta nên có trách nhiệm đối với việc làm của mình. Cô tin rằng các em đã nắm được nội dung câu chuyện và trả lời tốt các câu hỏi, đồng thời giúp bạn Đức giải quyết việc đã gây ra đúng không các em? Bạn Đức vô ý đá quả bóng vào bà Doan và chỉ có Đức với hợp biết. Nhưng trong lòng Đức tự thấy phải có trách nhiệm về hành động của mình và suy nghĩ tìm cách giải quyết phù hợp nhất. Qua câu chuyện của bạn Đức, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta làm điều gì có lỗi, dù là vô tình, chúng ta cũng nên nhận lỗi và sửa lỗi, dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Ghi nhớ, mỗi người cần phải suy nghĩ trước khi hành động và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Các em hãy nhớ thật kỹ nội dung ghi nhớ này nhé. Sau đây, cô trò mình cùng làm các bài tập trong sách giáo khoa. Bài tập 1. Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người sống có trách nhiệm? A. Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận. B. Đã nhận làm việc gì thì làm việc đó đến nơi đến chốn. C. Đã nhận việc rồi nhưng không thích nữa thì bỏ. D. Khi làm điều gì sai, sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi. D. Việc nào làm tốt thì nhận do công của mình, việc nào làm hỏng thì đổ lỗi cho người khác. E. Chỉ hứa nhưng không làm. G. Không làm theo những việc xấu. Các em hãy suy nghĩ và làm bài tập cho cô nhé. Trong khi làm bài tập, các em có thể nhấn tạm dừng video và bấm tiếp tục khi làm xong để đối chiếu kết quả với cô. Nào, các em hãy theo dõi đáp án của cô. Những trường hợp biểu hiện của người sống có trách nhiệm là A. Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận. Trường hợp B. Đã nhận làm việc gì thì làm việc đó đến nơi đến chốn. D. Khi làm điều gì sai sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi. G. Không làm theo những việc xấu. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án giống cô. Như vậy, biết suy nghĩ trước khi hành động, dám nhận lỗi, sửa lỗi, làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn là những biểu hiện của người có trách nhiệm. Đó là những điều chúng ta cần học tập. Bây giờ, các em sẽ cùng bày tỏ ý kiến của bản thân qua bài tập số 2. Bài tập 2. Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến dưới đây? A. Bạn gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là sai. B. Mình gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không phải chịu trách nhiệm. C. Cả nhóm cùng làm sai, nên mình không phải chịu trách nhiệm. Các em hãy suy nghĩ và nêu nhận xét của mình. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài.
Ý kiến thứ nhất, bạn gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là sai. Thì điều này chúng ta sẽ tán thành. Nhưng nhắc nhở cần phải khéo léo, nhẹ nhàng và tâm lý để tránh tình huống bạn xấu hổ và tức giận. Ý kiến B, mình gây ra lỗi nhưng không ai biết nên không phải chịu trách nhiệm. Ý kiến này chúng ta sẽ không tán thành. Vì khi đã gây ra lỗi, dù không ai biết, nhưng chúng ta cần phải dũng cảm nhận lỗi và khắc phục hậu quả. Trong trường hợp lỗi gây ra lớn, không biết giải quyết thế nào, thì các em nên tham khảo ý kiến của những người tin cậy, như là bố, mẹ hoặc bạn thân. Cân nhắc thật kỹ và chọn cách giải quyết rồi mới đưa ra quyết định của mình. Ý kiến C, cả nhóm cùng làm sai nên mình không phải chịu trách nhiệm. Với ý kiến này thì chúng ta sẽ không tán thành các em nhé. Vì cả nhóm làm sai đều là trách nhiệm của từng thành viên và cần phải khắc phục. Như vậy, trong cuộc sống, nếu chúng ta có những hành động vô trách nhiệm, chúng ta sẽ gây hậu quả tai hại cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Không dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình là người hèn nhát, không được mọi người quý trọng. Đồng thời, một người không dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình sẽ không rút được kinh nghiệm để làm tốt hơn, sẽ khó tiến bộ được. Cô rất vui khi các em biết đồng tình trước những hành vi đúng và không đồng tình trước những hành vi trốn tránh trách nhiệm đổ lỗi cho người khác. Qua bài tập 2, các em đã nêu được nhận xét của riêng mình là thể hiện một người sống có trách nhiệm. Chúng ta cùng nhau thực hành xử lý một số tình huống qua bài tập số 3. Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau? A. Em đi mượn sách của thư viện đem về, không may để em bé làm sách. B. Lớp đi cắm trại, em nhận đem túi thuốc cứu thương, nhưng chẳng may bị đau chân, em không đi được. Các em hãy suy nghĩ và tìm ra cách xử lý tình huống cho phù hợp. Tình huống A. Em đi mượn sách của thư viện đem về, không may để em bé làm sách. Trong tình huống này, đầu tiên em sẽ dán lại cẩn thận trang sách bị rách. Sau đó đến gặp cô phụ trách thư viện để xin lỗi cô vì sự cố này. Đồng thời, em sẽ chịu trách nhiệm đền bù quyển sách ấy. Tình huống B. Lớp đi cắm trại. Em nhận đem túi thuốc cứu thương, nhưng chẳng may bị đau chân, em không đi được. Trong tình huống này, em sẽ báo với cô giáo hoặc lớp trưởng để cô và bạn phân công lại công việc đó cho các bạn khác trong lớp. Trong trường hợp nếu em đã mua thuốc sẵn rồi, thì em sẽ nhờ một bạn trong lớp đến nhà em lấy thuốc để mang cho lớp trong buổi cắm trại. Trong bài tập này, ngoài cách xử lý tình huống trên, các em có thể đưa ra cách xử lý phù hợp khác để trao đổi với thầy cô và các bạn các em nhé. Qua các bài tập thực hành, các em đều thấy rằng trước khi làm một việc gì, chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định một cách có trách nhiệm. Sau đó chúng ta phải kiên trì thực hiện quyết định đến cùng. Là học sinh, khi giải quyết công việc hay xử lý tình huống một cách có trách nhiệm,
các em sẽ thấy vui và thanh thản. Ngược lại, khi làm một việc thiếu trách nhiệm, dù không ai biết, tự chúng ta cũng sẽ thấy áy náy trong lòng. Là một người có trách nhiệm, khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận nhằm mục đích tốt đẹp với cách thức phù hợp. Và khi làm hỏng một việc hoặc có lỗi, các em hãy can đảm nhận trách nhiệm và sẵn sàng làm lại cho tốt các em nhé. Đặc biệt, trước tình hình cả nước đang chung tay phòng chống dịch COVID-19, các em hãy thể hiện trách nhiệm với đất nước bằng cách em và người thân trong gia đình hãy ở nhà, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp an toàn để phòng tránh mắc bệnh, khai báo y tế trung thực. Cô tin rằng, với sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người, Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Ở nhà, các em hãy học thuộc ghi nhớ và thực hành theo bài học. Chuẩn bị bài, có chí thì nên. Sưu tầm câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát về chủ đề có chí thì nên. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Chào tạm biệt các em.